bị chết nằm trên biên giới giữa bờ Tây Israel và Jordan trên thung lũng Jordan. Khu vực chứa nước bị ngăn kính này có thể coi là hồ chứa nước có độ mặn cao nhất thế giới. Biển chết dài 76 km, chỗ rộng nhất tới 18 km và sâu nhất là 400 m. Theo số liệu năm 2005, bề mặt biển chết nằm ở 417.5 m dưới mực nước biển. Điều này đồng nghĩa với việc địa danh này là vùng nước nằm thấp nhất thế giới. Nơi này còn được mệnh danh là cái rốn địa cầu và mang tên biển chết lần đầu tiên do một nhà văn Hy Lạp cổ đại đặt. Tuy gọi là biển chết, nhưng thực tế đây không phải là vùng biển mà là một hồ nước mặn. Quanh các sông chảy vào biển chết chủ yếu là sa mạc và nham thạch đá vôi. Những tầng nham thạch này chứa rất nhiều muối khoáng. Bởi vậy, nước chảy vào đây có hàm lượng muối cao. Thêm nữa, biển chết nằm lọt trong vùng có địa hình xung quanh khá cao, thời tiết khô hanh. Nhiều yếu tố này khiến nước chỉ tích tụ trong hồ không chảy đi đâu, khiến nước hồ có độ mặn cao nhất thế giới. Với nồng độ mặn lên tới 33%, trong khi độ mặn trung bình ở các đại dương trên thế giới chỉ khoảng 2,5%, có thể thấy hàm lượng muối ở biển chết rất cao. Cũng nhờ lượng muối cao này giúp du khách tới đây có thể trôi nổi trên mặt nước thoải mái dù không biết bơi. Độ mặn cao làm môi trường sống tại đây rất khắc nghiệt, vì lẽ đó tên gọi biển chết rất phù hợp với nơi này. Trên thực tế, ở biển chết vẫn tồn tại lượng nhỏ các vi khuẩn và nấm vi sinh vật. Dù mang tên chết chóc nhưng tại địa danh này vẫn căng tràn sức sống. Từ hàng nghìn năm nay, biển chết có sức lôi cuốn đặc biệt các du khách quanh khu vực Địa Trung Hải. Nó là nơi nương tựa của vua David, một trong các nơi nghỉ ngơi đầu tiên trên thế giới của Herod Đại Đế, và là nguồn cung cấp các sản phẩm khác nhau như nhựa thơm cho việc ướp xác của người Ai Cập cho tới Bồ Tát để làm phân bón. Nữ hoàng Cleopatra cũng rất thích nơi này. Bà từng ra lệnh xây nhiều khu nghỉ dưỡng dọc theo bờ biển. Nước ở biển chết mặn hơn gần chục lần so với nước biển thông thường, bù lại có nồng độ muối và khoáng chất cao. Đặc biệt muối ở đây rất đắng, hoàn toàn không giống với muối ăn thường thấy. Loại muối ăn này giúp trị các bệnh ngoài da như vẩy nến, mụn nhọt. Một số loại khoáng chất tại biển chết như canxi, muối, kali, brom và lưu huỳnh. Theo nghiên cứu, nước ở biển chết có khả năng chữa bệnh do lượng bào tử vi khuẩn trong hồ cực thấp và không có chất gây dị ứng. Cộng thêm lượng tia UV trong nắng ở biển chết rất thấp, áp suất không khí cao, tạo nên nhiều lợi ích đối với sức khỏe con người. Nước biển còn giúp du khách giảm căng thẳng, điều trị đau cơ, viêm xoang và viêm khớp. Có thể nói, biển chết là một kỳ quan thiên nhiên. Nơi này từng nhiều lần xuất hiện trong kinh thánh, trong đó có ghi, vào một ngày, vùng nước biển chết sẽ hồi sinh. Tại đây, động thực vật không chỉ sinh sống mà còn sinh trưởng mãnh liệt. Ngày nay, người ta tận dụng khoáng chất và muối ở biển chết để làm túi thơm, mỹ phẩm.